Rồi tôi cho bạn này nói trước đi. Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Nguyễn Thị Tín, con ở Thanh Hóa, con 81 tuổi ạ. Con đến đây làm chứng cho Chúa là em dâu của con là nó bị bệnh u lưỡi, bị 10 năm nay rồi mà đi chữa nhiều nơi. Bệnh gì? Bệnh u lưỡi ạ, u cái lưỡi này này cháu. À, mà đi Lào Cai, Yên Bái rồi đi nhiều nơi đó mà chữa không khỏi. Mà năm ngoái em nó bị, nó đi bệnh viện nào cũng trả về. Rồi đi bệnh viện Hà Nội, bệnh ca cũng nhập viện này trả về. Thế mà con cháu nó đi làm ở Hà Nội, nó khuyên người bạn nói là bệnh của ta mà mẹ mày chỉ có đến Gia Lăng và Gia Lăng chữa khỏi thôi. Thế là con gửi một cái đài về nó cầu nguyện cho mẹ nó bây giờ đã khỏi bệnh rồi chưa ta. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Ơn lắm ạ. À, con thưa cha là con bệnh của con nhiều lắm. Còn ông chồng con nói là mi trời trên đời này có bệnh gì mi lãnh hết. Mà bây giờ con cũng khổ tâm con lắm, con to béo thế này con lắm bệnh lắm. To béo mà lắm bệnh à, à. Bệnh gì kể nghe. Bệnh con thì bệnh xong mũi thì mãn tính rồi, bệnh viện một trò bà sống tung với lũ. Thì bệnh thứ hai con là bệnh phế quản rồi đau vai cột sống rồi áp huyết cao. Rồi gan nhiễm mỡ, máu mỡ cao lắm, nó bệnh lắm. Mà bây giờ con đến với lòng đứng sốt là con hết bệnh rồi à, thưa cha. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy nha. Và đây là gửi tặng cho ông chồng của bà đó. Cái người mà nói rằng mi chồng vợ chồng với nhau và bảo mi với ta. Chồng bà nói bà sao? Rồi đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi Chúa lành cho bà. Bà là người đạo gốc hay đạo con ngoài đạo mà con đạo gì thờ ông bà thôi ạ. Có đạo không? Dạ không ạ. Chú nãy bà nói tư tưởng bà đạo ngon lành lắm chứ một chặng ở đây nữa chúng ta ta ơi Chúa. Dạ con còn em trai chồng với con thì là bệnh mắt mù không thấy thì mà năm ngoái cũng vào đây với con tháng 10, 27 tháng 10 thì vào đây thì em với con em cũng con cũng lên đây đặt tay cầu nguyện thì bây giờ em về cũng khỏe là trước chưa vào thì nhìn tivi đó bảo thì em thấy cái mì cái hình người như là con bò trên cái tivi em chẳng thấy gì nó điên đi bây giờ em cũng khỏe mà mắt đi làm đi bất lát rồi đi làm tối bình thường rồi. Dạ. Hallelujah. Thấy chưa? Rồi Chúa tôi bà Thanh Hóa ngoài đạo này rồi mời cô